Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Thông tin từ Sở Y tế Long An cho biết, tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh có 232 ca mắc mới, giảm 42 ca so với ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ đầu dịch đến nay là 30.107 ca. Sau đây là tổng số ca mắc COVID-19 của từng địa phương tính từ đầu dịch cho đến nay. Đức Hòa 12.265 ca, Bến Lức 6.776 ca, Cần Giuộc 5.492 ca, thành phố Tân An 1.720 ca, Cần Đức 1.702 ca, thị xã Kiến Tường 617 ca, Thủ Thừa 527 ca, Châu Thành 319 ca, Vĩnh Hưng 223 ca, Tân Trụ 125 ca, Tân Thạnh 89 ca, Đức Huệ 81 ca, Thạnh Hóa 79 ca, Tân Hưng 75 ca và Mộc Hóa 17 ca. Với số ca mắc như trên, thị xã Kiến Tường đang trong vùng cam, tức là vùng nguy cơ cao cùng với huyện Bến Lức. Đức Hòa, Cần Giuộc và thành phố Tân An tiếp tục là 3 địa phương ở vùng vàng, tức là vùng nguy cơ. Vùng xanh, tức là mức bình thường mới, gồm 10 huyện, đó là Cần Đức, Thủ Thừa, Châu Thành, Vĩnh Hưng, Tân Trụ, Tân Thạnh, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Hưng và Mộc Hóa. Về tình hình điều trị, ngày 17 tháng 9 có thêm 348 bệnh nhân được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 23.715 người. Cùng ngày thì toàn tỉnh đã ghi nhận 6 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 374 ca. Trong ngày 17 tháng 9 có 6 địa phương không phát sinh ca nhiễm mới, đó là Châu Thành, Vĩnh Hưng, Tân Trụ, Tân Thạnh, Tân Hưng và Mộc Hóa. Số ca nhiễm ghi nhận mỗi ngày đang giảm dần. Bản đồ COVID-19 của tỉnh dần được xanh hóa. Đây là tín hiệu đáng mừng, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, mọi người không nên chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Để tiếp tục xóa vùng cam, vùng vàng và phủ xanh bản đồ COVID-19 của tỉnh, đề nghị tất cả người dân ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 cũng như chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục chấp hành nghiêm việc giãn cách và cũng đừng quên thực hiện tốt thông điệp 5T của Bộ Y tế. Đó là tuân thủ nghiêm 5K, thực phẩm đủ tại nhà, thầy thuốc đến tận nhà, test COVID tất cả và tiêm chủng tại phường xã để cùng nhau sớm đẩy lùi dịch bệnh. 5T, pháo đài chống dịch COVID-19 trong tăng cường giãn cách xã hội. Quý vị vừa theo dõi tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Xin chào và hẹn gặp lại!